Bụi phải không? Dạ. Chợ nguyên bụi luôn. Hỏi à? Đồng nó cũng vừa luôn nè. Nước 4-5 ngày. Rồi bên đó vừa bụi luôn nè. Bụi nè. Quý ơi. Đó, tôi có khác biệt đó. Vậy anh cầm hai bên đó, anh cho biết luôn. Đây, anh nói đây, anh hỏi đây, em xuống luôn. Rồi anh cho biết anh họ tên gì, địa chỉ đây đâu vậy anh? Tôi Trần Văn Ngon, ở ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Anh sử dụng mà cấy trên lúa gì vậy? Mình đang xài là phân là phân gì hả anh? Cấy thì OM18 thì xài phân con lười. Con lười. Anh xài này là được mấy vụ rồi hả anh? Mới vụ đầu. Thì mới áp dụng vụ đầu. Thì anh đánh giá giùm em coi hai bụi lúa này là nó có cái gì khác biệt không anh? Thứ nhất là cái khác biệt là một là cái phân con lười nè, nó ôm đất nhiều. Thứ hai nó gãy trắng nè. Còn cái phân hóa học mình thì ít nó, ít đất, nó ít ôm đất mà gãy thì nó không có được dài hung. Cái ôm đất nó ít hơn nữa. Ôm đất ít hơn. Ít hơn. Mình thấy mình nhổ ra nó ôm ít ha. Rồi như là cái giống này giống cùng một giống mình cấy cùng một ngày cùng luôn, luôn. Thì bây giờ mình chọn một cái cây, một cây lớn nhất đi, cây lớn nhất mình kiểm tra nè. Nó bằng à. Cầm nhưng mà anh thấy cái cây nào lớn hơn? Nó bằng thì có bằng nhưng mà cây con lười nó bự hơn. Con bự. Quá học thì nó nhỏ. Nhỏ hơn nghe. Nhỏ hơn. Rồi, lấy cây thứ hai ra. Cái cây to nhất à. Mình để ý là dạ. Mình để ý cái lóng nãy nó ngắn hơn đó nghe. Coi cây này coi cái lóng bên con lười nó có ngắn không nha. Cây thứ hai coi nó có bự hơn nữa không? Tết cái bẹ luôn em. Rồi tới như đó là hai lắm chưa? Còn hai lắm không? Hai lắm à. Rồi vậy em sẽ làm cái kiểm chứng thực tế trên đồng ruộng. Dài quá ông chân thanh này. Ngắt dạ. Đây. Hơi gãy nữa hay đó. Gãy hả? Ừ. Giòn quá. Quá giòn. Có thể cầm hai cây được đấy. Đó là bên cái phần thông thường của mình phải không anh? Thì bên này nếu mà vậy thì mình có hai cây mình ngắt lên nó đều gãy hết phải không? Còn phân con lười thì nó vẫn còn. Nên cái thôi mình lấy ra để vẫn còn hai cây chưa gãy ha. Thì cây hôm nay đều gãy. Mình so sánh giữa hai cây. Mình so sánh cái đầu tiên á là cái lóng. Cái lóng của nó lúc nào phân lười á là cái lóng nó ngắn hơn. Ừ, tại do mình bón ăn bình thường á thì nó sẽ đi theo cái chu trình cái nhu cầu của cái lúa thì cái lóng nó sẽ vững chắc, nó sẽ ngắn hơn so với bên thông thường ha. Hồi thông thường thì nó mềm lúc nào nó cũng bị gãy phải không? Thì thứ hai nữa là cái lóng thứ hai, anh thấy lóng thứ hai coi mình so lóng thứ hai bên con lười nó ngắn hơn, nó cũng ngắn hơn phải không? Ừ. Đó thì hai lóng đều ngắn cho nên nó thể hiện cái những tính vững chắc, nó độ ngã là một. Thứ hai nữa là thân cây nó cũng là cứng hơn, bóp thì nó cứng hơn ha. Rồi tiếp tục khi mà mình so sánh cái lóng thứ ba, tất nhiên sau này khi chỗ ra thì lóng thứ ba nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn cao hơn bình phân thường. Ừ. Chắc ăn dầm chăng nữa anh sẽ so sánh cho em sau khi mà lúa chỗ rồi đó thì mình sẽ sánh lóng thứ ba nó sẽ cao hơn. Thì đặc tính của phân này thì nó làm cho cây lúa ăn đúng theo nhu cầu của lúa và nó nhả theo cái lượng CO2 tiết ra trên rễ thì nó giúp cho cây lúa phát triển rất là cân đối so với phân mà món phân theo truyền thống. Thì từ đó mình cấy cùng hai ruộng cấy như nhau nhưng mà sau này nó sẽ đem lại là ít cho mình là ít cái sâu gầy và cây lúa nó sẽ vững chắc hơn, đặc biệt là sau này nó sẽ chuyển hóa cái dinh dưỡng trên thân lúa và đem đến cho tạo hạt nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ vô hạt chắc hơn.
Thì đây anh tự anh cho ý kiến về cái tới thời điểm này nè, anh từ lúc mà anh canh tác thì anh phun thuốc sau gầy lần nào chưa? Từ xả tới bây giờ là 40 mấy ngày chưa có xả xịt cái gì chứ, chưa xịt bệnh sâu gì bệnh gì hết chứ. 40 mấy ngày mà chưa xịt thì mình tiết kiệm được mấy lần anh? Tiết kiệm mà theo mà so với bên đây ha, cái cùng ngày thì bên đây 2 lần rồi, tôi chỉ có không có lần nào hết trơn mà theo mà 2 lần khoảng là nếu mà thời điểm này thì nó cũng xịt thì nó cũng không nhiều đâu, hai cỡ tôi đoán cỡ khoảng 200 mấy chục ngàn một công ha. Ừ, một công 200 mấy chục ngàn thì coi như hai trước cỡ mắt đó là mình đã tiết kiệm được 200 mấy chục ngàn rồi. Thì từ đây cho tới khi chỗ là anh có anh thấy như dàn lúa này mình có cần phải phun xịt gì không? Theo tôi nhận định ha, là đây tới chỗ chỗ chỉ là mình xịt cho chỗ thôi. Lác đác thì mình xịt chỗ thôi chứ ngoài sâu bệnh là mình không thấy rồi đó. Lý do làm sao mình không cần phải xịt anh? Thấy cái màu này thì nó vàng chanh, vàng thì lá chanh. Lúa thì nó đứng. Đó, mà mình gờ cái à, tôi gờ cái này cái lá lúa nó cứng hơn cái lá lúa này nè. Thấy không? Nó hơi cái này nó hơi mềm nè, còn này nó cứng nè. Cũng giống mình nghĩ mà... cái vàng chanh thì nó cũng không có sâu bệnh gì đó. Thấy không? Độ nhám nó cũng độ nhám nó hơi cơ hơi nhám. Ừ. Bên đây thì nó là còn này nó hơi nhám thì đặc tính của phần này nó sẽ giúp cho lá cứng đứng cây và khi lá cứng nó sẽ tạo ra cái gai nhiều, mà gai nhiều thì cái đó là cái kháng lại con sâu lá. Sâu lá. Sâu lá non vừa nở ra bò vô trúng cái gai đó nó sẽ chết, nó sẽ bị ngộ độc chết, nên là sâu lá ăn rất ít. Với tôi nghĩ là vẫn có ăn nhưng mà ít lắm. Mấy cái mà mình vàng chanh này nó cũng bệnh nó cũng không tấn công bệnh, khi xuông xuống thì nó cũng tọt xuống à. Ừ. Còn mà cái ông mà thứ mà xanh mà ông gọt quạt thì nó động lại cái trên cái lá lúa vàng chanh nhưng mà lá đậm xanh đậm là xanh là có những cái tạp chất trong lá nên là nó hơi đậm nên là cái đó là thừa đạm, còn mình là xanh xanh sáng. Rất là cảm ơn cho non cũng bước ra ngoài ruộng dẫn đoàn của phân công ty mùa vàng để mà kiểm chứng đồng ruộng, chứng minh là tới thời điểm này 40 mấy ngày rồi anh chưa có xịt lần nào. Chưa xịt. Đây là chưa cái xịt. Niềm vui của bà con mình, nếu mình áp dụng đúng mà mình canh tác, mình bón phân đúng theo kỹ thuật của công ty thì đem lại hiệu quả tuyệt đối rất là cao. Thì ông kế bên này xịt 2 lần này, sáng ông hỏi tôi mày xịt chưa, tôi nói thôi tôi không có xịt, nó sao không xịt, lúa có cái gì đâu mà xịt. À mình nhìn vàng lá anh thấy vàng cây sao? Mà nó đẹp. Vàng cây nó, không? Nó bằng. Cái cách bón mình có dễ không anh không? Cũng dễ chứ không khó gì. Cái anh đeo cách bón sao anh? Thì mới đầu thì tôi cũng sợ, có nghĩa là cấy rồi á vô nước, cái đó là mình không tính, có nghĩa là vô nước rồi là 3 ngày là tôi xả lót công có phân lạnh phân sinh hóa học mình á khoảng 5-6 ký gì đó, rồi là tới 12 ngày là tôi xả tới bây giờ luôn đó. Thì cái 12 anh mùi trước, cái đó là anh nghĩ sao anh mùi cái phân lạnh trước, có nghĩa là mình sợ lúc cấy á mấy cái chỗ mà nà đó mình bơm nó lúc á là rồi. Lúc cấy là lúc đầu là nó chết. Đúng mình bờ, xạ phân lót cho nó có phân cho nó vượt lên cái mặt nước đi rồi mình lấy cái phân này mình xả. Rồi khi mình ổn định rồi mình ổn định là mình lấy phân này xả tới thì luôn. Tới giờ luôn. Chỉ là có mấy ký là lót nền đó, mình chỉ nói nó lót nền thôi chứ không phải mà mình xả mà lúa ấy nữa. Không, đối với vùng đất này lót gì thì hiệu quả quá cao. Thì mỗi năm là cái khu vực này nè là nó chết. Không chết thì nó cũng lụng vậy đó. Rồi đó là tôi xả phân này là năm nay không thấy phèn. Mà bên kia thì cũng phèn đó, bây giờ xả nó cũng như là nó vàng cũng như mà xanh liệt mà lúc đó là nó bệnh nữa. Tới bây giờ là không thấy phèn luôn đó. Anh cảm nhận cái loại phân này nó có phân hạn chế phèn. Nó cũng hạn chế phèn là phải là êm. Hạn chế phèn mà mạnh lắm nha. Mỗi năm mà mấy khúc này là lùng xỉnh mà là nó lên tới lá luôn đó, phèn á nó dậy lên tới lá luôn đó mà lùng không có nở nang cho mình. Năm nay cây xuông đột lại chỗ lỗi nở bụi bình thường. Tới khi mà mình xài phân này cái độ màu xanh nó có kéo dài không anh? Lúc nhỏ thì màu xanh cũng kéo dài lắm nha. Từ 20 mấy ngày á đến 30 ngày á là màu xanh nó cũng đẹp lắm. Từ 30 đến 30 mấy ngày là từ đó tới vàng chanh ngày gì hoài gì đó. Thế cái này thì nó bây giờ giai đoạn này mà nó còn xanh vàng chanh này tới khi mà này. Nó chỗ nó sẽ xanh lại. Xanh lại. Dạ, nó xanh. Mà nó xanh chắc cũng không xanh, nó xanh gọi là xanh để cung cấp dinh dưỡng xanh, cho vô hạt. Xanh thôi rồi. Dạ. Mà thấy cái màu này là rất đẹp rồi đó. Dạ dạ. Thì anh Non cũng tâm đắc ha. Dạ, vụ tới anh Non xài vụ này, vụ tới anh Non có mạnh dạn xài tiếp tục không ạ? Chắc cái này là làm nữa mà chắc không lót luôn á. Thì mình thấy là không, mình thấy nó im mà chắc không lót luôn. Em cũng nên khuyến cáo anh Non thì giống như cái vụ này nắng nóng mình nên lót, còn cái vụ mà đông xuân mình không cần khỏi lót. Khỏi lót.
Dạ, vụ nào mình cảm thấy, nhưng mà thực tế bà con mình ở đây thì lót cũng như là người ta xử lý thuốc ốc á, thuốc ốc. người ta trộn ure người ta dễ bón hơn. Còn này hạt nó hơi to quá thì nhiều khi cái thuốc ốc nó đi trước, cái phân này đi sau, nó không ổn. Nên khuyến cáo bà con nên lót trước khi mình bón phân lười. Để Không, cũng mà như là cái nào lúa là tôi chịu. Dạ. Cho nó cũng như nó bốc cái mình đưa phân này xuống nó sẽ bốc luôn. Lúc đó nó sẽ phát triển đầm 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 cái màu sắc nó kéo dài tới khi mà giai đoạn chín luôn. Rồi cuối lời em cũng chúc anh Non được mùa bội thu ha. Rồi rồi, dạ, em cảm ơn anh nhiều đó.